Thực hiện thì đúng lý ra thì theo lời ban đầu thì tôi sẽ soạn bài có giáo án hẳn thôi cho quý Phật tử nghe đọc về nhà đọc lại, nhưng vì lúc thời gian gần đây tôi hơi dễ đãi một chút là vì lo một số cái công việc Phật sự của bổn tự cũng như hàng ngày lo đang viết yếu lượng cho Pháp Hoa và Pháp Sống Phật Học cho mọi người trên thế giới học. Vậy là tôi không có kịp viết cái bộ kinh thập thiện ra. Tuy nhiên thì vì bộ kinh thập thiện ngày xưa tôi học với các bậc tôn túc là học trong cái cuốn Phật Tổ Ngũ Kinh này, thì bây giờ thôi thì chư tiền bối đã giảng dạy rất kỹ rồi, thì bây giờ tôi y vào đó tôi triển khai ra thôi. Quan trọng là cần hướng dẫn cái gì và phân tích như thế nào để cho Phật tử nghe mà nắm bắt cốt ý trên bước đường tu của mình là chính. Vì vậy mà quý vị cũng thông cảm, hôm nữa hôm nay thì xuống không có đem cái gì tặng hết trơn á, là vì bây giờ đổ dồn hết chuẩn bị lo Phật đản. Phật đản năm nay thì đi giảng nhiều nơi, những cái hội trường lớn lạ mới cho nên cũng hơi lấy tiếng một chút cái là cái những người chưa có biết chúng tôi thì đem ra mà tặng, còn bây giờ quý vị cũng như là quen biết quá nhiều là nó làng, thấy không? Nó chỉ ở trong nhà, thân nhau, biết nhau rồi. Thì bây giờ quý vị cũng thông cảm, cái gì cái bên bộ phận sang đĩa thì cũng không có làm kịp. Mà hơn nữa thì các vị hàng ngày, hàng tháng được gặp chúng tôi thường xuyên. Vậy mà thôi, kể từ đây cho tới Du Lan không có sang đĩa tặng ở đây nữa chỉ nói thực tế quý vị nghe thôi. Thì thưa với toàn thể quý vị là tôi rất là hoan hỷ, rất là vui khi thấy cái đạo tràng chúng ta tụng kinh nè, niệm Phật nè, trì chú nè, lo tinh tấn tu hành. Thấy như vậy cái lòng của những người tu hành xuất gia chúng tôi vui lắm, là thấy các Phật tử mình lớn tuổi mà còn cố gắng tinh tấn tu tập bát quan trai như vậy. Thành ra bây giờ cố gắng nói cái gì đây, nói làm sao mà cho Phật tử nghe mà cảm thấy an lành rồi tư duy tu tập đây. Cổ nhân có nói nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói thôi nhưng mà có thể lên nhà, lên nước, đồng thời cũng một lời nói mà có thể tan nhà, hại nước. Vì vậy cái người giảng Phật Pháp làm sao mà cái lời nói của mình đã trở thành lương dược đây. Cho nên Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta ngày xưa thì Ngài đầy đủ cái phước đức trí tuệ, cho nên nhận thức được cái căn cơ, cái trình độ, cái sự tu hành của tín đồ tới đâu thì Ngài áp dụng phương pháp tới đó. Còn như tôi thì còn bạc địa phàm phu, cho nên chỉ xin nói lại những cái gì của Phật, của Tổ, của tiền bối. Càng đi giảng Phật Pháp càng nhiều, càng ở trong chùa được nhiều năm bao nhiêu thì lòng của chúng tôi thấy mình còn non kém bấy nhiêu. Bởi vì một cái gì cũng vậy, nếu mà mình thấy mình giỏi, mình thấy mình hơn người, mình thấy mình hiểu biết là dễ bị rớt lắm. Tại sao bao nhiêu người tu hành bị rớt? Là vì cái bản ngã. Cho nên càng ở trong chùa càng được mọi người kính trọng bao nhiêu thì tôi càng lo sợ bấy nhiêu. Bởi vì bây giờ đối với tôi hàng ngày á thì trên thế giới có hơn 4.000
tín đồ học đọc kinh sách của chúng tôi luận giải, cho nên người ta đọc người ta mừng lắm, người ta cảm ơn tha thiết. Nhưng mà đó là một cái mối lo của những người tu hành, lo là không biết đó là mình có bị người ta khen như vậy, có được người ta khen như vậy rồi mình tự hào không. Vì vậy mà thưa cho đại chúng là càng lúc tôi càng thấy mình phải cần nên tu chỉnh lại nhiều hơn cái bản thân mình, từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái ý nghĩa. Làm sao một lời nói mình ra nó có giá trị, mà muốn lời nói mình có giá trị thì phải ý nghĩ mình nó phải cao thượng và trong sáng. Quý vị nhớ không? Cho nên một lời nói nó xuất phát từ cái ý nghĩ. Một lời nói mà có đem lại cái đạo lực, có đem lại một cái tha lực, có đem lại một cái tâm lực cho người, đó là ý nghĩ của mình phải trong sáng. Còn ý nghĩ mình mà đen tối mà ảo ảo á, nó hồi nó cũng lòi ra hết trơn, thấy không? Vì vậy mà hôm nay á, học cái bộ kinh tập thiện, dầu là có 10 điều lành, nhưng mà muốn diệt 10 điều lành, và muốn phát triển 10 điều lành thì phải diệt trừ 10 cái điều ác. Bởi vì hãy nói thiện thì nó phải còn có cái ác, quý vị nhớ như vậy đó. Chứ còn đây là một pháp môn còn đối đãi. Đối đãi có nghĩa là trên bước đường tu chúng ta đó thì phải lựa chọn cái gì thiện, cái gì lành, cái gì tốt đẹp để áp dụng vào đời sống mà tu. Đây là một cái nền móng rất rõ ràng để cho chúng ta tiến lên. Thế thì cái người mới có phát tâm tu hành vào đạo thì người đó phải tu tam quy và trì ngũ giới. Rồi một giai đoạn thần thục rồi mới phát triển lên một bước nữa, đó là thập thiện. Như vậy cái tam quy ngũ giới á, là chúng ta giống như đóng cái móng, mà thập thiện nó như là cái nền để rồi xây dựng từng lầu đi lên cho tới thành Phật quả. Thì thôi thì quý vị cũng thông cảm cho thầy là giờ tôi chỉ nương vào cái bổn cũ tôi giảng dạy trở lại cho nó chắc ăn nhất đi. Theo vậy cho nó chắc ăn nhất. Bởi vì nói câu là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Y kinh mà giải thích đó, giải nghĩa đó thì coi như quan ức cho ba đời chư Phật. Mà rời kinh một chữ á, thì tức đồng với cái lời nói của ma. Đó, vì vậy mà nếu biết rồi thì phải sợ. Đừng có y kinh mà diễn nghĩa thì quan ức cho Phật. Mà đừng có rời kinh mà giải thích đó, thì coi chừng mình đưa cái ý của mình vô đó thì nó đồng với cái ý của ác ma. Cho nên người pháp sư, người giảng sư á, là cái người đó phải thay Phật mà tuyên dương. Cho nên thôi, dầu là bây giờ mười mấy năm trời đi giảng dạy rồi mà sao càng lúc cái tôi thấy càng dốt. Không phải nói như vậy là hạ mình, nhưng mà vì sợ. Khi hiểu, khi biết, khi học chánh pháp, sống với chánh pháp thì càng lúc càng sợ cái tội lỗi. Bởi vì như tôi đã nói nãy, câu cổ nhân nó nhất ngôn khả dĩ hưng bang. Một lời nói có thể làm nên nhà, nên nước, mà nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói có thể làm mất hết tình nghĩa, anh em tình nghĩa đồng bào tan nhà hại nước. Vì vậy mà lúc gần đây á, thì giảng thì giảng thẳng, nhưng mà dè dặt lắm, không có dám rời cái ý chính. Vậy thôi, thời gian này đành phải trở lại một cái người mới đi giảng, là giảng phải có tài liệu. Vì đi nói chuyện nhiều nơi, rồi giảng thường xuyên mà không có tài liệu, cứ phóng tới không à. Thì không khéo nó giống như con ngựa trứng mà không có dê cương vậy đó. Cứ phóng tới không mà không dịch ghi lại được, thì ra một cái phóng ẩu, thấy không? Đó, cho nên quý vị thông cảm nha. Nếu trong này hay đại chúng là thế giới á, coi qua bạn của tôi lúc sau này, sao tôi cầm sách, tôi hay cầm vở, tôi viết, tôi giảng á, thì có ai có cười nói thầy tài dở quá,
Bây giờ còn cầm dở mà giảng thì tôi cũng chịu nữa, không sao hết. Kệ mình dốt thì mình đi hướng dẫn cho những người dở, những người dốt. Còn mà nói mà không tới giờ tôi sợ lắm rồi. Tại vì tôi nghe lại những cái cuộc ban ngày xưa của tôi thì cũng có những cái điều hay, nhưng mà cũng có những điều mình phóng quá đến. Phóng quá đến cho nên rồi á, không đúng cái nhân duyên, không đúng cái nơi chốn á, thành ra nó sanh ra phiền muộn cho số người. Vậy mà lúc này càng tu chỉnh lại tất cả mọi việc. Thì cái cuốn Phật Tổ Ngũ Kinh này á, là của Hòa Thượng Hoàng Quang. Mà Hòa Thượng Hoàng Quang là một pháp sư của Phật học đường ngày xưa. Bây giờ Hòa Thượng đã viên tịch rồi. Suốt một cuộc đời của Hòa Thượng chỉ nhằm dịch kinh, viết sách, rồi đi giảng, đi dạy, Hòa Thượng Hoàng Quang là đi dạy nhiều hơn đi giảng. Cho nên chư tiền bối đã viết ra rồi, thì bây giờ tôi cũng cố mà nương cái đức của các bậc đó mà mình giải thích thêm ra thôi. Thì trước khi vào cái kinh thập thiện này á, thì Hòa Thượng có định nghĩa rất là kỹ cho chúng ta về cái lời nói đầu, là một bộ kinh nào đó thì cũng phải có khế lý và khế cơ. Tất cả kinh điển Phật giáo đều gọi là khế kinh. Khế kinh là sao? Chữ kinh thường có ba nghĩa, mà chữ khế đó thì có nghĩa là cái căn cơ, cái chân lý. Chữ kinh nó có nghĩa là thường. Tại sao chữ kinh dịch nghĩa là thường? Là vì chư Phật ba đời thường nói như vậy mới gọi là thường. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều giống nhau, không khác. Như vậy quý vị nghe nè, cái nào mà quý thầy giảng á, mà nó không có chống trái nhau đó, cùng một cái lý với nhau thì cái đó mới gọi là kinh đó. Chứ có nhiều thầy giảng, thầy này kích thầy kia chống thầy nọ. Bây giờ hòa cũng vậy đó, chùa này nói xấu chùa kia nói xấu chùa nọ. Tất cả đều chưa có chân lý hết, nghe không? Chân lý, nếu là chân lý thì không có tốt mà cũng không có có xấu. Còn phàm phu của mình đó, cái tối ngày thấy đây là phải, đây là trái, đây là thương, đây là ghét. Cho nên khổ hay là vui? Khổ, thấy phải thấy trái khổ. Cho nên tôi thưa thật cái này, chống lúc sau này tôi tập, tôi huấn luyện cho mình, mà huấn luyện dữ dằn lắm nha. Là làm sao mình đừng có thấy phải thấy trái. Vậy mà huấn luyện một cách dữ dằn như vậy mà có khi nó cũng quên à. Huấn luyện dữ dằn, huấn luyện cái tư tưởng của mình, làm sao mình đừng có thấy phải, đừng có thấy trái. Mà không thấy phải, không thấy trái thì không có thương mà cũng không có biết. Muốn được như vậy thì chúng ta phải tập buông thư, hay là gọi là buông xả. Buông xả. Cho nên thấy rồi, chấp cũng khổ, mà thủ cũng là khổ. Giữ gìn khổ mà chấp, chấp chặt khổ, cái nào cũng khổ hết rồi. Bây giờ chi bằng giữa bằng chúng ta sống cho chúng ta có một cái trạng thái không buồn, không vui, không khổ, không lạc, không vinh, không nhục, không thương, không ghét. Là quý vị thấy nó nhẹ vô cùng nhẹ. Vậy là chữ kinh mà tôi định nghĩa thứ nhất cho đại chúng nghe là thường, có nghĩa là cái lời gì mà nó chân lý là nó phải thông suốt với nhau cả ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai giống như nhau, gọi là kinh. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy nó đau lòng lắm đại chúng. Đau lòng cái chỗ nào? Là giữa cái hệ tư tưởng tiểu thừa và đại thừa, giữa cái hệ phái này với hệ phái nọ cứ kinh chống với nhau. Thấy cái đó khổ không? Tiểu thừa thì cho rằng đại thừa không phải là Phật nói, đại thừa thì chơi tiểu thừa thấp, tịnh độ thì chơi thiền
thiền chế tịnh mâu thuẫn với nhau hoàn toàn. Tất cả các pháp môn của đó, cái mà chúng ta đang thọ trì, đang hành trì đó, đều là từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Rồi tất cả pháp môn trên thế giới này, cái pháp tánh của vũ trụ bao la này đều là cái chân lý của ba đời chư Phật. Không có cái nào mà của Phật, mà cũng không có cái nào rời Phật mà có. Tại sao tư tưởng Đại Thừa là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mấy trăm năm mới có? Là vì cái tư tưởng phát triển theo cái thời đại, mà cái tư tưởng Tiểu Thừa đó thì lại y như những cái gì Phật nói. Nghĩ sao thì nói sao chúng ta việc nghĩ vậy. Còn Đại Thừa nó phát triển lên, cho nên Đại Thừa đánh thẳng vào trọng tâm để nói. Nhưng mà con người có quyền tư duy, con người có cái trách nhiệm phải suy nghĩ, nó hơi trừu tượng hơn. Mà trừu tượng để chi vậy? Để con người thấy rõ bộ mặt thật của chân lý. Mà gọi là chân lý rồi thì dầu có thời nào đi chăng nữa nó cũng không thay đổi, gọi là thường. Quý vị nhớ chữ thường của kinh là cái nghĩa thứ nhất của những từ kinh. Thứ hai là tuyến. Tuyến có nghĩa là nhiều cái lời của Phật nói kết lại thành kinh. Chứ hồi Đức Phật còn sanh tiền, không có nói bữa nay ta nói kinh này, mai ta nói kinh kia, không có. Do sự sâu kết lại với nhau, giống như nhiều cái sợi chỉ mới kết thành cái miếng vải để mai cái áo, để có cái miếng vải cắt ra mai cái áo chúng ta mặc vậy. Nhiều lời Đức Phật nói sâu kết là thành một kinh. Thứ ba là khế, có nghĩa là phù hợp với cái lý, phù hợp với cái khế cơ, phù hợp với khế thời. Lý là nói về đúng chân lý, cơ là đúng căn cơ và đúng thời gian. Thì thưa quý đại chúng, là tội nghiệp giảng buổi trưa này thì thấy thương với Phật tử lắm, vì lo ham tu hành mà rồi thọ bát quan trai cả ngày, rồi lo tụng kinh, rồi giờ thầy giảng liền, giờ thấy tội nghiệp, thấy Phật tử cũng ơi mệt mỏi, nhưng mà cũng cố gắng. Thấy gì các vị tôi thấy thương quá. Nói chứ tôi đây là giờ này mà nếu không giảng cũng còn muốn buồn ngủ. Đừng để chi các cụ đã mệt mỏi sáng giờ nhiều rồi, phải không? Nhưng mà giờ các vị ráng, tôi cũng cố gắng tôi nói cho nó có luôn lót một chút. Quý vị nghe có quan hỷ không? Cố gắng học như vậy. Bây giờ các cụ tập lại cho mình cái thực tập để cho mình có cái bình cho sự hôn trầm. Thật sự cái sự hôn trầm ngủ nghỉ không phải là các Phật tử muốn như vậy đâu, tôi biết. Tại vì cái cơ thể của mình, mấy mươi năm cái xe của mình nó đã chạy đục sạch chạy mấy mươi năm rồi, bây giờ nó mòn mỏi xương tàn cốt muốn rụi rồi, phải không? Nó nghĩa là nó làm cho con người nó như vậy. Nhưng mà cố gắng, các vị có cái lòng tin cố gắng như vậy thì tôi mừng, tôi quý lắm các vị. Nói với các đại chúng Phật tử biết á, thầy hàng ngày á, mà thấy các Phật tử nào, nhất là các vị còn trẻ đó, mà có những cái ý niệm lành á, trời tôi mừng mà muốn rơi nước mắt vậy đó. Còn thấy mấy người mà ngang tàn bạo ngược á, không phải là ghét, nhưng mà thấy lo thương họ, thương mà cái kiểu khác. Còn thấy hàng ngày mà vị nào mà còn trẻ mà viết vô Facebook của tôi á, ý kiến vô mà có cái tâm thành, tôi mừng vô số kể. Cái ngày hôm qua mà tôi biết về cái 12 cái hạnh đầu đà của Ngài Ca Diếp á, rồi có nhiều vị trẻ nó viết vô nó rằng là con ước gì, con mong mà con sẽ cuộc đời con sau này sẽ được như vậy đó, buông bỏ tất cả mà để thực hành những cái hạnh thanh tịnh như vậy đó. Tôi thấy nhiều người viết như vậy á, tôi một cái tâm của tôi nghĩ là không biết mình được bao nhiêu phước đức nhân duyên. Nếu mà tôi có phát được cái lòng thành nhiều đời nhiều kiếp, hay là kiếp hiện tại á, mà có tình bố thí cho ai một bát cơm, một chén nước, hay là có giúp đỡ cho ai một cái gì đó, hay là trì giới gì đó, tôi xin hồi hướng hết cho những vị có tâm lành như vậy.
Trên thế giới tinh thần đại thừa Phật giáo chúng ta, những cái hạnh từ bi á, quý vị để ý không? Thấy người ta làm ác, mình thương theo cái kiểu khác. Thấy người ta làm lành, mình mừng theo cái, mình quý theo cái kiểu khác. Không bỏ, thấy người ác mình cũng không bỏ, thấy người chưa hiểu đạo mình cũng không bỏ. Thấy người lành thì mình càng vui vẻ quan hỷ nhiều hơn. Tuy nhiên á, với tinh thần đại thừa Phật giáo á, thì phải độ cái người ngang tàn, người bạo ngược, người mà chưa hiểu đạo nhiều hơn, phải không? Còn các vị hiền rồi đó thì các vị có sẵn phước đức rồi thì cố gắng đi lên. Chưa trở lại cái chữ kinh, có nghĩa là ba nghĩa là thường, là tiết, là khế. Như vậy mà một khi mình nói cái gì ra đó, nó phù hợp với căn cơ, phù hợp với thời gian, phù hợp với chân lý thì gọi là kinh, nhớ không? Chứ không phải nói cao siêu, nói trên trời, nói trên mây gọi là kinh đúng không ạ? Một khi cái lời lành, cái lời nói lành mình xuất phát ra phù hợp với thời gian, với căn cơ, với chân lý gọi là kinh. Như vậy thì bây giờ quý vị cũng có thể thay Phật, thay Thầy đi giảng Pháp được. Quý vị ra chợ gặp cái người đang bực bội, đang ưu phiền, đang sân hận, quý vị nói một lời lành mà đúng đối tượng thôi, người ta nguôi được cái cơn sân hận người ta xuống, thì cái đó gọi là kinh chưa? Đó gọi là kinh rồi đó. Như vậy tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để hiểu cái lý của Phật dạy, để soi sáng lại chính bản thân mình, cái tâm mình. Chứ không phải tụng kinh là để trả bài cho Phật nghe. Tụng kinh là để soi sáng lại cái tâm mình. Cho nên tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Nay cứ vào cái khế lý và khế cơ, tất cả giáo pháp của Phật đều kiến lập trên nguyên tắc này. Chữ khế là hợp, khế lý là hợp với chân lý của tất cả pháp, pháp tánh, pháp tướng, chân thật của muôn sự muôn vật. Chính là trí tuệ tuyệt đối của Phật tự mình chứng được rồi, đem chỗ chứng ấy mà khai thị cho chúng sanh, khiến cho đều được chứng nhập. Ấy là y theo, ấy là Phật y theo nguyên tắc khế lý mà thuyết pháp. Khế cơ là hợp với thời tiết nhân duyên, căn tánh từng chủng loại, nghĩa là Phật tìm những phương tiện thích hợp với chúng sanh mà nói pháp, khiến cho chúng sanh được giác ngộ. Đủ hai nghĩa như trên mới gọi là khế kinh. Đó, như vậy thì trong nhà Phật hiểu ra có năm cái bậc mà để mà mình giảng pháp, mình thuyết pháp, mình hướng dẫn người ta tùy theo căn cơ mà mình nói. Cái bậc thứ nhất gọi là nhân thừa, đó là chúng ta tu tam quy ngũ giới. Cái người nào chưa có biết đạo, chưa có rành đạo thì quý vị chỉ hướng dẫn người ta nhân thừa thôi, là cái cách làm người thôi. Rồi bây giờ chúng ta đã quy y rồi, chúng ta đã tụng kinh niệm Phật rồi, bây giờ chúng ta làm cái nền, thì bây giờ quý vị mới học thiện đây. Đó là cái bước thứ hai. Còn học thiện xong rồi thì chúng ta mới lên bước thứ ba là thinh văn thừa. Lúc đó chúng ta mới bàn tới 37 trợ đạo phẩm. Rồi chúng ta lên bước thứ tư là duyên giác thừa. Lên bước thứ năm là Bồ Tát thừa. Khi mà Bồ Tát xong rồi đó mới thành tựu Phật đó. Chứ đừng có nói bước nhảy cái tới Phật liền nha. Cũng đừng có nói bước nhảy tới trời liền. Tu thập thiện nghiệp này, hiểu kinh thập thiện này để làm trời. Vậy thì trời là ai? Thì chúng ta từ từ chúng ta học vô. Thật nghĩa của khế lý là nghĩa chân thật của chân lý khế hợp với các pháp tánh tướng. Sự khế hợp thật tướng của chân lý này không vì thời gian mà thay đổi, không vì bờ cõi mà xoay hát, không luận thời đại nào, đất nước nào, chủng loại nào cũng đều là như thế cả. Xin chia làm ba đoạn để thuyết minh thật nghĩa khế lý của kinh thập thiện nghiệp đạo. Một, thập thiện nghiệp là mục tiêu
của thiện hạnh thế gian và xuất thế gian. Chữ nghiệp là hành vi. Mười thiện nghiệp là gồm có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba. Đó là mười cái nghiệp. Nếu mà chúng ta không biết gìn nghĩ, chúng ta để cho ngũ căn chạy theo ngũ dục, thì thân, miệng, ý nó trở thành ác nghiệp. Còn nếu chúng ta biết kiềm chế ngũ căn, đừng cho chạy theo ngũ dục, mà giữ gìn thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, cho nó thanh tịnh, cho nó trong sáng, thì cái đó gọi là mười việc lành. Bây giờ thân có ba. Một là thân chúng ta thường hay sát sanh. Hai là ta hay cái tội là trộm cướp, trộm cắp. Ba là tà dâm. Xét lại có không? Nếu có thì đó là chúng ta còn trong dục vọng, gọi là ác nghiệp. Như vậy thân xưa nay nó bị ba cái tội lớn đó, đó là sát sanh. Nghĩ lại đúng, vì cái nuôi bản thân này mà họ đó giờ quý vị thử coi chôn biết bao nhiêu nấm mồ quang vô chủ. Cái nghĩa địa đó mà chưa chắc gì chôn nhiều thịt xương bằng cái thân mình đã nghe. Quý vị nói vậy quý vị thấy đúng không? Chôn nhiều quá vì sát sanh. Mà nếu chúng ta tu hành rồi đó, biết được cái dòng luân quả, nhân quả luân hồi đó, quý vị xét coi tất cả những cái gì nó có cái tánh biết, nó có máu đỏ à, thì thường là từ lục thanh quyết thuộc mà cấu thành. Ông bà cha mẹ mình làm những điều không đúng, làm những điều tội lỗi với những cái tư tưởng không có chánh pháp, thì khi chết đầu thai trở lại theo cái tư tưởng đó mà thọ cái thân này. Rồi mình cũng vậy rồi đó. Nếu hiện đại mà mình không biết dừng nghĩ những cái ác á, mình cứ để những cái tư tưởng, những cái hành động, những lời nói ác á, thì mình cũng bị trôi lăn như vậy thôi. Mình luân hồi sanh tử, tử sanh, rồi mình hành đủ thứ thân này thân nọ hết. Đại chúng thấy đó, cái linh tánh linh, cái giác tánh thì mình không thấy được, nhưng mà cái thọ mạng đó thì chúng ta thấy rất rõ ràng. Mà mình thọ mạng là do cái tư tưởng của mình mà có. Bây giờ quý vị thấy á, mình có những cái tư tưởng suy nghĩ của mình, rồi mình ấp ủ trong đó, nó sẽ phát khởi ra hiện hành. Có nghĩa là mình nuôi cái chủng tử. Bây giờ mình rủa người ta, mình nói mày giống như con heo, con chó. Thì khi mình đột khởi một cái sự giận hờn, giận tức lên hằng hãy như vậy đó, nó tột cùng như vậy đó, cái tư tưởng quá cực ác, thì nuôi cái chủng tử, cái lời nói ác và cái suy nghĩ ác này, nó nuôi chủng tử đó. Thì khi mất thân này, nó sẽ trở thành y như lời mình nói. Mình nói người ta mà mình sẽ thọ mạng trước, thọ cái mạng trước. Đó là điều thật, đó là nhân quả không sai. Cho nên thân, kể từ đây chúng ta không sát sanh nữa, thì đó là nghiệp lành. Rồi không được trộm cướp. Vì nuôi cái thân này mà chúng ta hay muốn lấy của người đem về của mình. Lấy của người ta đó không phải lấy bằng cái tay này đi là lấy người ta không đâu, mà có khi lấy bằng cái tư tưởng tham vọng, muốn lấy gom về của mình, cái đó cũng mang cái tội nữa. Cho nên hình thành cái tội hay là cái phước, tuy là nó có ba là thân là miệng là ý như vậy đó, nó có ba, nhưng mà thật sự từ cái tâm tưởng của chúng ta mà ra. Trước tiên nếu tâm ta mà chánh niệm thì chúng ta không có những cái tưởng tham vọng đó. Cho nên là chúng nhớ như vậy. Như vậy thì thân á, sát sanh nè, trộm cướp là tà dâm. Thật sự tà dâm nó cũng có gì đâu, nhưng mà cái sự tưởng cũng vừa từ cái sự tưởng của con người,
sự vọng tâm của con người, sự ham muốn của con người mà nó trở thành đem lòng lan trả mê hoa tấm sắc. Dĩ nhiên trời đất đã sanh ra một con người thì phải có cái âm dương, có cái tinh cha huyết mẹ. Thì con người chúng ta cũng từ cái âm dương trời đất nó nung mà thành, từ cái tinh cha huyết mẹ mà thành. Thì bây giờ mình phát triển trên cuộc đời này thì mình cũng phải theo cái gen đó, theo cái nghiệp đó mà thôi. Nhưng bây giờ mình biết học Phật rồi, mình biết tu rồi, thì mình cắt đứt, mình dừng. Ở ngoài đời các vị một chồng một vợ chứ không được đem lòng mấy hoa tấm sắc. Còn người tu thì phải tuyệt hẳn dừng cái tưởng dâm dục đó. Cho nên thưa đại chúng, như vậy nếu chúng ta không dừng thì chúng ta tiếp tục trôi lăn trong ác nghiệp đó. Cho nên thân có ba tội nhưng mà miệng tới bốn tội. Miệng thường hay gì, hay nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời phiêu dật. Miệng chúng ta hay nói dối, thấy nói không thấy mà nói không thấy, không thấy không thấy, rồi nói những lời hung ác, rồi nói những lời phiêu dật thêm bớt đó, rồi nói những lời đâm thọc hai đầu. Cho nên miệng nó tới bốn tội. Vì vậy mà cổ đức có nói câu á, họa tùng khẩu xuất mà bệnh tùng khẩu nhập. Miệng mà làm nên họa, họa từ cái miệng mà ra, bệnh từ cái miệng mà vô. Thì thấy đúng không? Thời hôm nay mà chúng ta bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ là tại vì sao? Một phần là tại vì cái miệng mình ăn uống nhiều quá. Như tôi giờ học về, tôi đến đời là nó cực khổ quá. Phục vụ tại an toàn, phải ăn chất béo, phải ăn chất ngọt, phải ăn ngon không. Cho nên cái thây nó mập quá trời, quá đáng kỳ khổ. Rồi nên cái thân này, vì phục vụ cho cái miệng mà nên cái thân chín mấy ký này đi tới đi luôn, nó mệt mỏi vô cùng. Đó là điều thiệt. Cho nên họa là từ miệng mà vô, họa mà từ miệng mà ra, mà bệnh là từ miệng đem vào. Đã từ miệng, cửa miệng đem vô cho nên nó có mang cái thân bệnh. Rồi vô tình từ miệng mà đưa ra cho nên nó có cái họa. Mà tai họa cái gì để ý coi, thế gian mà nó miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng ruột gan nó sao? Nó lộn cái đầu. Mà thưa quý vị, đâu phải dành một miếng ăn, nói là nói gọn vậy thôi chứ sở dĩ mà giận mà tức mà nói lên cho hả hơi mà nguyền rủa gì để từ cái lợi mà ra, từ cái quyền lợi mà ra, thì thấy không? Chứ nếu không gì quyền lợi thì người ta nói hiền lắm. Như thầy Thiện Tài, bữa nào mà thầy Thiện Tài không có nghĩ cái lợi đó, thầy nói lời nào cũng hiền hết trơn. Mà vì cái quyền lợi một cái chuyện gì đó, trời ơi thôi, bao nhiêu là súng đạn nó tuôn ra ào 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 ào, như thế phải không? Như vậy mình đánh giá một cái người có tu hay không, một phần mình cũng phải đánh giá từ cái lời nói ái ngữ. Thì dĩ nhiên lời nói chưa hẳn đánh giá trọn phần trăm được. Nhưng đại chúng để ý, khi quý vị có chánh niệm rồi đó, người nào nói thiệt, người nào nói giả mình biết liền hà. Nói cỡ nào đi chăng nữa, nói tốt cỡ nào đi chăng nữa mà nó vẫn lồi ra cái ý xấu xa thôi. Vì thế đúng không? Còn người mà tâm mà tốt rồi đó, có nói ngang tàn bạo ngược không giữ gì đi chăng nữa, nhưng mà kết thúc cái lời nói của người ta cũng là đưa tới một cái đạo đức. Quý vị suy nghĩ cái thầy nói vậy đúng không? Còn cái người mà đạo đức không có rồi đó, dầu cho nói nó bóng bẩy, nó cao xa lên chăng nữa, hồi cũng lòi ra một đống quyền với lại rồi. Cho nên ngày xưa nói cái lợi này nè, cái họa và cái bệnh này, tôi mới nói cho đại chúng nghe. Thời Đức Phật còn tại thế đó, thì khi Đức Phật cái A Nan đi trên đoạn đường,
thấy ở mé ruộng nó có hũ vàng. Quý vị có nghe cái tích này chưa? Anna nó hỏi gì? Thế Tôn mới nói rắn nè. Anna có thấy vàng sao còn rắn, mà cứ suy nghĩ hoài. Hai thầy trò bàn rắn đó thì có hai người đi sau, đi phía sau mới nghe nó rắn. Thì hai ông nông dân này mới nghĩ rắn, đem về đặng đi bắt rắn về ăn. Mới tìm tới rắn, tìm tới thì tôi định đi bắt rắn. Ai ngờ tới thấy hũ vàng. Hai ông nông dân này mới cười đến cha cụ Đàm, ngu quá, tu rít ngu hết trơn, vàng để mà nói rắn. Thế thì hai người mới sớm thì thật trên cái hũ vàng về. Tôi nói tắt ngang thôi nha. Từ cái hũ vàng đó nó mất hết cái tình anh em, nó mất hết cái lý trí, nó mất hết cái đạo đức của con người. Thế thì hai người mới bàn nhau, hai anh em mới bàn nhau, thôi bây giờ để hũ vàng này mình chia ba. Tại nhà anh em mình tới ba người là mấy ông chia ba. Thì ba anh em mới bàn, thôi bây giờ trước khi chia đó thì thôi cử ra người đi mua rượu về mình nhậu một buổi cho ngon lành rồi mình chia. Thì từ cái hũ vàng đã bắt đầu nó có những cái tư tưởng tham vọng lên. Thì người em út á mới nói thôi để em đi mua rượu, vì em thì chưa có vợ, em danh chân nữa, còn trẻ lại chạy đi mua rượu. Hai anh ở nhà, người thì mần gà, người thì dọn dẹp đi. Hai ông anh ở nhà. Thế thì hai ông anh ở nhà phải suy nghĩ tới bây giờ cái hũ vàng này mình chia làm ba uổng quá, miệng út nó chưa có vợ. Thôi chi bằng làm thức ăn sẵn mình chờ nó về mình giết nó cho rồi, cho nó ăn đồ độc nó chết, còn hai người thôi. Thế thì đốt nó lên đường nó đi mua rượu, nó suy nghĩ nó hai anh mình có vợ hết rồi, cũng từng hưởng thụ những cái dục lạc rồi, thôi để sống chi nữa. Hữu vàng là chia ba ra, người có chút manh bốn nó uống, thôi đi mua rượu bỏ thuốc độc vô về cho hai anh mình đã chết cho rồi. Các tư tưởng ác nó gặp nhau, có gì phải không? Hai người ở nhà thì định giết thằng em, mà thằng em đi thì nó không giết anh, cho nên cái ác và cái ác nó gặp nhau. Thế thì thằng em về tới vừa chất gia rượu về tới mừng quá, hai anh nói ăn đi em, gà ngon lắm, ăn quất cái đùi. Tôi ví dụ cái câu chuyện này ngày xưa thì nó tình tiết hơn, nhưng mà tôi nói là kiểu ngày nay là đặt quất cái đùi gà. Thế thì sao? Trào quá hậu. Hai anh nó có biết em ác đâu, cho nên nghĩ là rồi thôi thằng này nó trào quá hậu, nó yên thân nó rồi đó, giờ hai tụi mình là nhậu thậm chí ai ngờ quất hai cái rượu vô cũng không sao. Rồi cuối cùng thì ăn nhậu vô nằm chết ói mửa ra tùm lum, nó quạ nó chiên nó xuống mổ cái đồ thức ăn nó ăn, nó cũng nằm nó chết lê lết luôn đó. Quý vị thấy không? Cho nên đó rắn đúng không? Nó độc hơn rắn đó, thấy không? Rắn độc có thể cắn chết một đời người, nhưng mà tham độc nó hại cho con người thù nhau muôn kiếp. Vậy cho nên Đức Phật mới gọi là tam độc. Chứ còn nếu mà nó không độc thì Phật không nói nó tam độc là gì. Tham mà nó không độc thì Phật không nói nó tam độc đâu, phải không? Thế thì độc này nó độc hơn cả rắn độc, hơn cả cọp độc, hơn cả loài thú dữ độc. Đó, cho nên là hai người thường ra như vậy đó. Mà bệnh tùng khẩu nhập, mà qua tùng khẩu xuất. Thế thì đó là nhân tham tài tắc tử, mà điểu tham thật tắc tắc vong. Cái câu từ câu chuyện đó mà nảy sinh ra cái câu hán tự đó. Con người tham tiền tham vàng thì phải chết, mà con chim nó xuống nó ham ăn nó phải chết. Nhớ câu đó không? Nhân tham tài tắc tử, mà điểu tham thật tắc tắc vong. Đó, cho nên đó, vậy là rõ ràng là vàng kia là độc hay là không độc? Độc hơn rắn độc chứ. Cho nên đại chúng nhớ, quý vị quan hỷ cái chân mày tôi, tại sao bữa nay nó mắc khúc về, tại bữa hôm tôi cạo tóc, tôi quên tôi vuốt xuống và nó mắc khúc chân mày. Tôi nãy thôi thấy gà thầy gãi gãi, rồi nó trời ông thầy này ông đổi hậu, sao chân mày ông nó còn có khúc rồi chứ.
bây giờ nó ra là cái này cứ ngứa quên đi, cứ bị tôi thì không có cạo tông đơ được, tôi cạo theo kiểu xưa, tôi cứ lấy dao vào cạo nhắm mắt thì vuốt cho nó đã tay, cho nó đã vuốt xong rồi cái nó mất hạnh phúc chữ mày, tới thì bữa tôi dồn lại nó mất tiêu phúc chữ mày. Tôi cũng vui, người khác còn nói vậy cho cái gì không buồn ngủ rồi chứ tôi biết là nói trầm trọng họ bị buồn ngủ, nói vậy cho định buồn ngủ á. Đạo Cơ Me họ tôi còn cạo hết lên chân mày à. Đạo Phật giáo Bắc Tông mình chứ Việt Nam mình thì để chân mày. Mà chân mày mà hai cái mà khích nhau quá thì người ta gọi là ích kỷ, mà thưa như tôi vậy thì nó có nhiêu tiền hết trơn à. Mà chân mày mà nó ngắn như vậy đó thì người ta gọi là đoán hậu. Có nghĩa là cái người nào có hậu mà nó dài ra vậy mới gọi là có hậu. Mà dính lên người ta gọi chân mày tướng gì đó. Ôi xuống thế gian mày có cái tướng mệt quá. Cho nên chân bạn nó bắt khúc về bên nay hơi lo mấy chuyện não ra cho đủ trở lại đây để tôi gọi đón hậu. Mà thế gian cái gì nào đó cũng được hết ra nha, bởi vì thế gian họ nói câu là hữu tướng mà vô tâm, có tướng mà không có tâm thì tướng tồn tâm diệt. Mà hữu tâm mà vô tướng thì sao? Tướng tự tâm sanh. Có nhiều người xấu dữ lắm nhưng mà lòng người ta tốt, người ta đạo đức đó, thì mình nhìn thấy người ta cái mình cũng thấy nó nhẹ nhàng nữa, phải không? Có nhiều người đẹp quá mà gần người đó mình tưởng tượng như giống như gần dao bén vậy đó, không biết nó sắc mình lúc nào. Cho nên nói thì nói vậy thôi chứ cái gì cũng từ cái tướng mà ra, từ cái tâm mà ra, tôi xin lỗi, từ cái tâm mà ra. Tâm mà tốt thì tướng xấu cũng trở thành con người tốt, mà tướng mà tốt, tướng đẹp rồi mà tâm mà xấu xa thì cũng trở thành như là giả xoa ác quỷ mà thôi à. Tôi trở lại, thế thì cái miệng mình đó nó gây ra bốn cái tội như vậy đó. Thì bây giờ đại chúng, bây giờ mấy cụ đã lớn tuổi hết rồi, Phật tử đa phần lớn tuổi rồi, mỗi khi muốn nói điều gì đó, muốn xuất ngôn lời gì đó thì ráng mà nhớ bốn cái việc này. Một, cái lời nói của mình nó có giá trị không, nó có gây phiền não cho ai không, nó có làm cho ai đau khổ không. Khi nghĩ như vậy nói, cho nên tổ nhân nói á, một muốn nói phải đánh lưỡi 7 lần à, muốn nói phải đánh lưỡi 7 lần. 7 lần có nghĩa là mình muốn nói một cái lời gì đó, mình dòm bốn bên của mình coi, coi mình có làm khổ cho ai không. Rồi mình nhắm trở lại coi mình nói lời này ra nó có hợp với người xưa không. Rồi mình nói lời này ra hiện tại có đem lại điều gì đó an vui lợi ích không. Rồi tương lai có gây đau khổ cho ai không. Cho nên bốn bên là bốn, mà ba thời nó cho qua là 7. Cho nên lời nói phải uống lưỡi 7 lần. Chứ không phải bỏ lời nó là 7 lần mới nói, phải vậy nha. Cho nên cổ nhân nói cái con số gì nó cũng có ý nghĩa của nó hết đó. Gọi là lời nói phải uống lưỡi 7 lần. Vì vậy chúng ta cố gắng tu chỉnh cái lời nói của chúng ta. Nếu chúng ta nói được lời lành thì chắc chắn là đó chúng ta mai hậu cho là hiện đời. Hiện đời thì chúng tôi xin phép tạm đi, tạm là hiện đời là mọi người quý kính mình đã chẳng những vậy rồi, nhưng mà mai hậu mình sẽ được cái tướng lưỡi rộng dài, được trồng khắp tam thiên như Kinh Di Đà nói đó. Tướng lưỡi rộng dài không phải là cái tướng lè ra nó dài thòn, mà có nghĩa là lời nói của mình đó, cái phước tướng của mình nó bay xa, nó bay xa, gọi là tướng lưỡi rộng dài, nhớ không? Chứ đừng có nghe kinh Phật nói vậy là y theo kinh đó, vậy là mình vẽ cái hình mà người nói thiệt ra lưỡi nó lè vậy, như con tiêu lè ra trồng tùm lum vậy, ai tai dám mà hở. Nếu mà lưỡi mà trồng hết lên thế gian này tao sao tao sống, thấy không? Tướng lửa rộng dài có nghĩa là cái lời nói của mình nó vang xa, mà được nhiều người trân trọng, nhiều người kính quý, nhiều người quan hỷ, thì cái lời đó gọi là tướng lưỡi rộng dài.
Đó. Thế thì nếu người nào mà hiện đời mà biết nói là những lời lành, tu chỉnh cái lời mà nói mình không có cho có tạo ra điều ác, thì nhiều người thương kính, rồi mai hậu cũng rất là nhiều phước tướng của cái lưỡi. Người nào nói lời chân thật, không có nói ác, không có nói dối, không có lưỡi đôi chiều, thì đời sau đó là nói nó trong trẻo, không có ngọng liệu. Đời sau là nói trong trẻo, không có ngọng liệu. Người nào mà nói gì đó cũng muốn hơn người hết trơn á, đời sau mình ấm ớ. Tại vì là nay thay vì có phước, trời đất cho mình sanh ra con người, mình cho mình nói nhiêu đó thôi, mình dành mình nói hết, nhưng đời sau đó nó sao cản lại, không cho nói nhiều nữa. Vì vậy mà ngày nay á, quý vị nhớ á, đối với các vị giảng sư, pháp sư cũng như các Phật tử chúng ta, không phải cấm đừng nói, nhưng mà nói phải nói lời chân thật, nói lời chân lý. Cái gì mà nói chân thật, nói chân lý rồi đó, nó hoài nó không có hết. Quý vị thấy đúng không? Còn nó bậy nó họ cái ta chặn đầu chặn đuôi mình, cái mình hết bài nói, cái mình lúc đó mình nổi xăng lên rồi. Quý vị thấy có không? Cái gì nói chân lý nó hoài nó không bao giờ hết. Vì vậy mà chúng ta phải tu chỉnh cái miệng chúng ta, đừng cho nó tạo vốn tội lỗi đó. Bây giờ cái ý thì đừng cho tham, sân và tà kiến. Trong cái tập thiện thì nói tà kiến. Đó, tôi đi từ từ. Hợp cả thân khẩu ý thành 10 nghiệp lành. Trái lại mà sống trái với cái thân khẩu ý mà tạo tội thì trở thành 10 điều ác. Nghiệp không nhất định là lành hay ác, mà cần phải xem tính chất của nó mới minh định được. Nếu trong tâm thiện thì phát ra hành vi lợi lạc chúng sanh, ấy là thiện nghiệp. Nếu trong tâm ác thì phát ra hành vi sẽ tổn hại chúng sanh, ấy là ác nghiệp. Nếu muốn biết thiện hay bất thiện của 10 nghiệp về thân, về miệng, về ý, ta phải xét kết quả về tương lai tốt hay xấu. Vậy thì dầu có nói cái gì đi chăng nữa mà đạo Phật cũng không rời hai chữ nhân quả, phải không? Có nhiều khi hiện đời mình nói ngon, nói ngọt cái đó, nhưng mà chết đó. Nó ngọt mặt thì chết, chết rồi, phải không? Cho nên giờ tôi sợ lắm, ai mà ngọt ngọt tôi sợ dữ lắm. Sợ nhất là ai mà khen tôi đó, khen không lấy lòng mình. Bởi vì mình nghe người ta khen mình mà mình chấp vào cái khen đó thì mình lọt vô bẫy hả? Thế gian chúng ta nó vậy đó. Hãy mà chúng ta thích cái gì thì nó lọt vô cái đó. Đó. Cho nên sáng nay tôi dạy đệ tử tôi rất rõ ràng ở Việt Nam á. Tôi nói nếu tụi vừa con tu á, mấy ông thầy xuất gia mà làm cái chùa ở bên bệnh á, thì hỏi ý của tôi thì tôi cũng khuyên lên vậy thôi. Nếu tụi con tu mà thấy cái bản ngã của mình cao quá đó, thấy mình có đạo có đức rồi đó, thì chính cái đó là sẽ giết chết mình lúc nào không hay biết. Được người ta khen mình, người ta tổng dụng, trọng dụng mình, người ta tin tốt mình, là chính cái đó là mình lọt bẫy cơ quan của họ rồi đó. Nhất là ở Việt Nam đó. Cho nên làm sao mà mình cái đường tu của mình đừng có lọt bẫy, đừng có bị mắc mốt. Giống như ngày Tô Đông Pha vậy đó. Tôi bây giờ chứng giống như cái tích của ngày Tô Đông Pha với ngày Phật Ấn đó. Ngài Phật Ấn là cái người tu hành ngộ đạo, sùng đạo và hiểu đạo, là tổ Phật Ấn. Còn ngài Tô Đông Pha thì hiểu biết nhưng mà không có chứng đạo. Cho nên ông Tô Đông Pha nghĩ là cuộc đời ông đã giàu có rồi, danh phận có rồi, cho nên ông cần gì nữa. Ông mới nói là bác phong không làm động tấm lòng của Tô Đông Pha. Với cái câu đó nghe ngon vậy đó. Bữa đó qua thăm Phật Ấn, ngày Phật Ấn không có nhà, viết câu đó để lại là khoe rằng bác phong không làm động tấm lòng Tô Đông Pha đâu. Thế thì ngày Phật Ấn mới về, mới thấy cái câu đó mới viết lại có một chữ niệu thôi. Chữ niệu là gì quý vị biết không? Là nước đái đó.
với chữ niệu biểu đệ tử sách Hoa Vinh của Tô Đông Pha để tặng cho ông. Thì đem qua Tô Đông Pha, ông dạch cái thư ra, ông tưởng đau lòng, ông viết cái câu bác phong không làm lai động mà chắc Phật ấn, tổ Phật ấn chắc thua ổng rồi, phải không? À, cho nên viết lại, ông tưởng đâu là viết cái câu gì hay lắm, ai thì dạch ra thấy chữ nước đai. Ông bật ông sức mà ho luôn, sức mà ho cái chạy qua bên chùa là muốn gây lộn. Mà tại sao mà ông là người tu hành, ông là người tu hành hiền lương nhân đức phá tánh ca ngợi ông như vậy đó, là con người ăn nói hiền lương ăn đó đạo đức mà ông chơi ông quốc chữ nước đáy. Tôi chữ hiệu mà tôi dịch ra theo cái kiểu chữ Việt mình là nước đáy đó, sao ông nói gì chuyện dơ bẩn vậy? Thế thì ngài Phật ấn nói này Tô Đông Pha, tại vì tôi nhận cái thư của ngài, cái thư của Đại Quang mà viết là bác phong không làm lai động tấm lòng Tô Đông Pha, tại sao có giọt nước đáy thôi ngọn cỏ rung rinh vậy mà cái gì Tô Đông Pha? Nên sáng đó tôi dạy đệ tử tôi nói rõ ràng, tôi nói mình bây giờ mình thường á, cái gì mình cũng thấy mình ngon hết trơn á, nhưng mà vậy mà có cái ngọn cái giọt nước nhiễu xuống thôi mà ngọn cỏ nó phải rung rinh á. Có nghĩa là cái cuộc đời tu của mình á, nếu mà mình đi lên cao vậy nè là gió lai bị động là cái chuyện lý đương nhiên rồi, nhưng mà mình thấy mình lên cao chắc nhất cái danh vọng quyền lợi nó cao quá mà mình không biết dừng, không biết tư duy, không biết quán chiếu, không biết tu nữa đó, thì coi như cái cây lai cây sẽ bị ngã bị gãy. Còn huống chi á, đụng tới một giọt nước ngọn cỏ nó phải rung rinh đó, quý vị thấy không? Cho nên cái bản ngã con người nó ghê lắm quý vị. Cái tôi của con người, cái bản ngã con người nó đi lên về ngoài nó khó tu dữ lắm. Giờ tôi hiểu chỗ đó mà tôi ráng đẻo, tôi đẻo cho bằng được cái tư tưởng của tôi mà tôi không cho nó đi lên. Nó ở dưới thấp như vậy mà nó còn không qua được cái giọt nước đáy, quý vị thấy không? Đừng nói chi mà nó lên cao chót vót. Cho nên mới hiểu chỗ này, mới nghĩ lại Đức Phật của chúng ta bây giờ bắt đầu sanh nè, là tới đài của người ta. Hiểu chỗ này mà mới nhớ lại Đức Phật của chúng ta là một, ngày ca diếp là hai, mà mấy bữa nay tôi viết kể cái 12 cái hạnh đầu đài ca diếp. Tại sao Phật bỏ hoàng cung đi tu? Tại sao sao Thái tử sắp lên làm vua mà không chịu làm vua mà bỏ hoàng cung đi tu? Rồi tại sao giàu có như ngày ca diếp vậy đó mà phải bán gia tài mà để đi tu cái hạnh đầu đà? Tôi mới hiểu chỗ đó, tất cả đều là muốn diệt trừ cái bản ngã mà thôi. Mà bản ngã nó có trong danh vọng, nó có quyền lợi, nó có địa vị mà khổ. Bởi vì nếu Đức Thế Tôn như nay chờ đợi năm nữa thôi thì nói giờ con muốn là làm vua là Đức Tịnh Đặng Vương giao liền à. Đó là Tịnh Vương cố tình ông sanh con để cho cái thấy con vua mà. Nhưng mà ngài thấy rồi, ngài nói ta không muốn giết, ta không muốn số phận ta viết bằng chữ bạc của đêm đen, ta không muốn lăn tẩm bánh xe trong biển máu, ta không muốn lưu lại cho hậu thế một cái kỷ niệm đó, đúng không? Cho nên mới bỏ hoàng cung đi tu đó chứ. Bỏ những cái sang trọng, những cái uy quyền, những cái địa vị, những cái quốc thành thê tử, những cái trân bảo, những cái danh vọng mới có an lạc, mới có niết bàn. Còn mà nếu ngài mà ở lại hoàng cung vì cái bản ngã, vì cái danh vọng, vì cái quyền lợi, vì cái địa vị, vì trân bảo, vì vợ đẹp, vì con sinh là không có một phút giây nào yên ổn. Cho nên ngày nay tại sao ta tu ta không giải thoát, là vì ngày xưa Phật bỏ hết tất cả mà bây giờ ta lượm hết tất cả. Ngày xưa Phật bỏ danh vị thì bây giờ đệ tử Phật thì chạy theo là có chức này, chức nọ, chức kia. Mà quý vị định nghĩa cái chữ có chức coi, đọc ngược trở lại coi là cái gì. Vậy mà ta ham nó chứ. Hiểu quá chết rồi là nó không thua gì cứ chó hết. Nói nó không được tẹt nó đi. Để nói là quý vị suy nghĩ cũng vậy hả? Gì mà ta đi tìm? Mấy người có chết có ai dám gần không? Mấy người có chết có quyền lợi, có địa vị á,
cái người gần để mà nhờ nhỏ, để mà bất bích, để mà định hót, để mà nhờ cầu cạnh gì đó thôi. Chứ còn những người hiền triết á, thấy người có chết người ta sợ như là bảy cái chó vậy đó. Gần nó dơ. Chứ nó phải biết vậy mới bỏ vào cũng đi tu đó. Nó quỵt tẹt nó luôn vậy. Ai nghe, nghe có dặn tôi cũng chịu thôi. Nói xong về nha. Nó không cần mà quý vị phải cung kính tận dụng tôi là tôi nói thẳng vậy thôi. Vậy mà chúng ta phải bỏ tất cả, bỏ tất cả mà bây giờ ta tìm. Tôi mới thấy hai mươi mấy năm tôi ở Việt Nam mà tôi khổ gì có chứ này nè. Ngồi ví dụ đi ngồi cả đoàn vậy nè. Ai cũng được giới thiệu trên còn thầy tài ấy. 80 hồi tôi ở Việt Nam, 86 kg tôi ngồi trơ ra vậy thôi giới thiệu, buồn không? Trời ơi, tôi đi đâu là Phật tử đi theo tới đó, Phật tử ngồi cái đống vậy nè. Ngồi cả đó đông đúc vậy đó mà ông thầy mình ngồi trên không ai giới thiệu chức gì trên buồn chứ. Cho nên phải chạy kiếm một cái chức quỷ duyên gì đó. Rồi đã cơ kiếm cho được cái chức đó là phải lòn cuối đoạn này. Nịnh bợ bề trên, đạp đổ người dưới. Cuối cùng là có chức hết trơn hết rồi. Trời, tôi mới thấy mấy mươi năm tôi lỗ lã, vô cùng lỗ. Nhưng mà cái bản tánh thẳng thắn thẳng tình của tôi như vậy, trời Phật cũng xót thương và sợ ở Việt Nam nói mày đứt ở tù để tôi đẩy qua tới Mỹ. Chứ tôi bảo là tôi nổi nóng, tôi nói tôi định nghĩa chơi chơi đến thời gian ở tù. Cho nên như vậy đó, ta mới thấy tại sao ta không đắc đạo, ta lỗ lã thiệt thòi là vì ta không theo cái hạnh của Phật chúng ta. Chúng ta cái quyền lợi, cái địa vị sắp mình làm vua như vậy mà bỏ như vậy mới có an lạc của mình, người ta phải đi tìm. Đó là nói về cái chức phận, cái danh vị. Chưa đến đó ta tham thì cái quyền lợi. Hãy có danh thì đi liền với lợi mà muốn có lương thì đi liền với lẹo. Việt Nam mình mấy danh từ ngọc vậy đó. Danh thì lợi mà lương thì lẹo. Có nhiều người nói tôi cần chức chứ tôi không cần tiền. Nhưng mà cái chức nó có tiền đi cửa sau. Cho nên cái gì vậy mà chúng ta sống một đời không có tự do và không có dân chủ. Cho nên tôi không phải tôi qua bên đây mà tôi nói kiểu bên đây không có. Thật sự ra đó, tư bản là ông nội của cộng sản chứ có khác gì. Nhưng mà chẳng qua tại sao có tự do dân chủ, sớm hiểu được cái tự do dân chủ là vì bảo vệ cái dân chủ, cái bảo vệ con người. Nó thành thật ra Mỹ này, cái thằng Mỹ nó là ác nhất thế giới nhưng mà nó cũng thiện nhất thế giới. Sống vậy thì ta thấy cái cảm thấy hay đó. Thà ác thì tận cùng ác, mà thiện thì tận cùng thiện. Thà vậy chứ đừng có chơi lưỡng ướt mà bên ngoài đó nhân đức mà bên trong giết người không dám. Giống như Nguyễn Du nói, bề ngoài thì thân hết nói cười mà trong thì nham hiểm giết người không dám. Cho nên vậy mà tôi thích cái ông đất nước này chứ không có phải mà ở đây thì tôi thích cái đồng đô Phật tử cúng đâu. Thật sự nó thành thật cái đại chúng á, không phải mở miệng nói tiền bạc ở Việt Nam thì giàu hơn cái Hoa Kỳ mình nữa đó. Bây giờ quý vị tôi thấy Tết quý vị cúng dường không bằng tôi ở Việt Nam đâu. Đừng có tưởng đâu tôi ham ở Mỹ có tiền cúng dường nhiều, không có. Mấy chục năm rồi, giàu là tuổi đời còn trẻ chứ ở trong đạo, ở trong chùa ăn cũng chắc cũng mòn mòn nữa, hủ tương rồi, 24 năm rồi. Đi giảng dạy đây cũng 18 năm rồi. Cho nên nó thành thật cái đại chúng ở Mỹ là tại vì tôi thích cái tự do đó, cái dân chủ đó. Bảo vệ cái quyền làm người, bảo vệ cái ngôn ngữ lời nói của mình. Chứ còn thật ra đó, đừng có tưởng nó qua bên đây rồi ôm chân bên đây rồi ca ngợi hôm nay không có. Nó thành thật là tư bản là ông nội của cộng sản. Nhưng mà sớm thức tỉnh được, bảo vệ được cái quyền làm người, cái tự do dân chủ. Thì tự do dân chủ này nó chưa hẳn là giải thoát. Nhưng mà thật sự tự do dân chủ của Hoa Kỳ, của tư bản này đó là học theo cái tự do dân chủ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Cái đó là tôi muốn nói với quý vị nghe, chứ không phải là tôi nói vòng vòng, họ phải quý vị định tưởng là tôi nói chính trị nghe.
Ý của tôi muốn chứng minh cái tự do dân chủ của thế gian và tự do dân chủ của sức thế gian. Đức Phật là một con người vượt khỏi cái trần lao này để nói là cái tự do dân chủ của thế giới loài người. Còn các nước tư bản như Hoa Kỳ chúng ta nói tự do dân chủ nhưng mà cũng còn ở trong cái dòng đối đãi của con người. Nó khác nhau à nha, của con người và thế giới loài người. Trên Như Lai Thế Tôn bỏ hết tất cả khí quốc thành, khí vương vị, khí thê no, khí tranh bảo để mà viên thành bậc đại giác. Và trên Như Lai Thế Tôn bỏ thành bậc đại giác mà thuyết diệu pháp để nhổ cái gốc mê mờ của chúng sanh. Từ đâu chúng sanh bám chặt trong cái gốc tham sân si, ba cái rễ nhánh này nè, ba cái rễ chánh này nó đâm thủng trong cái vòng tâm thức của con người, của nhân loại. Cho Thế Tôn nhổ cái gốc đó, Thế Tôn nhổ được gọi gốc tâm này đó. Cho nên cuộc đời Ngài bỏ hoàng cung đi tu để Ngài tự tại với cái pháp tánh bao la này. Ngài sống với một cái cuộc đời thảnh thơi, Ngài sống cuộc đời tự tại, thông dong, không có bị ràng buộc bởi tình tiền danh lợi. Vậy mà bây giờ đệ tử Phật ngày nay đi tìm cho nên khổ. Đã Phật nhổ được gốc mê mà mình lại đi tìm vui đầu trong gốc mê cho nên khổ, chứ không có gì hết, chứ không có gì. Rồi bây giờ cái đau lòng chúng ta bây giờ đó, Phật ngày xưa bỏ hoàng cung đi tu, bỏ ngai vàng điện ngọc đi tu, thì bây giờ đệ tử Phật ngày nay tìm cái ngai vàng điện ngọc. Chùa mà các chùa như An Lạc về, tôi không có bưng bít, tôi không có nịnh sư bà. Nịnh sư bà mình đây xài tiền kỹ lắm, không có cho tôi đồng nào đâu. Nó thiệt vậy à, nhưng mà ý tôi nói muốn nói là các chùa mà để cho mọi người tu gì thì nên cắt. Bây giờ cứ mắc chứng gì ra chùa chút để làm cái con nợ của bá tánh làm cái gì đây. Cái Phật quan tôi quý vị lên thấy rồi đó. Tôi giờ tôi tuyên bố mà ai mà phát cái tâm được mà đi lên đó mà bỏ tiền mua cái đó làm chùa, tôi ở đó tôi hầu hạ tôi cũng chịu. Chỗ đó có sẵn Phật tử đó, có sẵn tín đồ đó, có sẵn cái sinh hoạt chuông mỏ trống rồi. Giờ tôi tuyên bố thật cho mọi người ở Sam Dê này, ai mà phát tâm được mà Phật tử nào hay là thầy nào mà muốn có chùa riêng để trụ trì lên đó mua đi, tôi xin phép tôi nhường luôn đó quý vị. Bây giờ khổ đau nhất là bây giờ Phật tử mình có khi là con nợ của các cái chùa nhỏ. Giờ nói đây là nói đụng chạm mà tôi cũng phải nói. Thế thì Phật tử đi chùa bây giờ sợ đi chùa, tới chùa cái là tháng phải đóng mấy chục. Nhiều chùa tới chùa phải đóng mấy chục, có không? Như bắt nợ vậy đó. Hai ba tháng quên đóng mà điện ở đòi. Cho nên thật sự nói là được dữ lắm, mà không nói thì nó ảm mực. Đúng là cũng còn vĩ thử, cũng còn hơn thua mới nói à. Nhưng mà hơn thua đây muốn nói lên một cái tiếng đánh một cái tiếng vang trời để cho bớt một cái phần nào bớt. Chứ chùa mà cho bá tánh tu, để cho Phật tử có chỗ sinh hoạt, để cho con em mình nó biết tới đạo đức, cái nơi thờ phượng của Tam Bảo, của tổ tiên trên đất. Còn là chuyện mà các cái chốc nhóc mọc lên như mấy cái nấm, giống như một cái tàn nấm, nó bao nhiêu cái nó nhúc nó chen chúc nó lên đó, thì như vậy nó sẽ nguy hiểm vô cùng. Cho nên Đức Phật chúng ta là cái người bỏ ngai vàng, bỏ điện ngọc, mà bây giờ chúng ta đổi thừa làm cho Phật thì Phật không bao giờ chấp nhận rồi. Ngày xưa Đức Phật tu hạnh đầu đà, cho tới cái người mà thừa hành đạo Phật là Ngài Ca Diếp á, phát nguyện là ngủi gốc cây không quá ba đêm. Quý vị thấy chỗ này nè, ngủi gốc cây mà không quá ba đêm. Tại sao vậy? Tại vì đêm thứ nhất, đêm thứ hai thì sợ đêm thứ ba tính chủ và tới họ kiếm mình, họ cũng nhường. Hay vậy đó, sợ tính chủ tới kiếm mình cũng nhường. Còn mình ngày nay mà gặp tính chủ nào rồi đó là sâu tới bến luôn. Sâu tới bến, không thư thì cũng điện thoại, không điện thoại cũng chạy tới nhà.
Ủa vì thế, cho nên tôi biết mà, tôi biết ngài tâm lý Phật tử Hoa Kỳ bây giờ về Việt Nam cũng không nhớ cho địa chỉ ở Hoa Kỳ, mà luôn cả ở Mỹ đi tới chùa và không nhớ ghi địa chỉ cho mấy ông thầy nữa. Đúng không? Cái này nói thiệt đúng quá, tại không dám ừ chứ, sợ tội chứ đúng quá đi chứ. Mà từ cái đâu mà ra? Từ cái bản ngã mà ra, từ cái ngã sở hữu mà ra đó. Cho nên nếu không dừng thì nó hết phiền não này, nó tới phiền não khác à. Cho nên chúng ta lại Phật là chúng ta nghĩ cái ân của Phật cao thượng vậy đó, buông tất cả để mà thành tựu được bậc đại giác. Ngày nay mình tìm hết cái này tới cái kia, tìm danh rồi tìm lợi, rồi đáp đổ lẫn nhau, rồi giật quật lẫn nhau, rồi lừa đảo lẫn nhau, rồi xuyên tạc lẫn nhau cho nên ta khổ. Rồi tông này đá tông kia, chùa này đá chùa nọ, thầy này chửi thầy kia, ô thôi tùm lum hết trơn. Nó làm cho cái cánh hoa Phật Pháp nó trở thành úa tàn. Mà lên đó, lên cao như vậy, lên cái đạo Phật mình hiện giờ nó đi cao, trở lên cao chừng nào thì gió lai bị động nhiều chừng đó. Đó là cái đau lòng lắm, nhất là Hoa Kỳ của chúng ta hiện nay. Nếu chúng ta không biết tu, không biết dừng, không có nắm cái thời thế nữa đó, thì coi như 10 năm sau các chùa mình coi chừng mất hết tín đồ. Tại vì con em các vị lớn lên nó đâu có biết tiếng Việt lành đâu, nó đâu có hiểu đạo được đâu, nó tiếng Mỹ mà. Đó, cho nên quý vị thấy cái đó là có tai hại rất lớn, rất lớn. Vì vậy mà ngay giờ phút này các Phật tử cũng phải cố gắng làm sao đem những cái lời nói gì nó đúng chân lý để về nhắc nhở dạy dỗ cho con mình, cho cháu mình nó tiếp tục nói truyền cái sự nghiệp của Phật Pháp. Chứ còn quý vị không có lời nói chân lý, không đúng được cái lời của Phật dạy đó, thì coi như quý vị mà tắt rồi thì Phật Pháp cũng tắt theo, Phật Pháp của gia đình mình cũng tắt theo. Cho nên phải làm sao, đó là tôi nhắc nhở những cái như vậy. Vậy thì bữa nay tôi nhắc nhở những cái điều căn bản về cái thập thiện nghiệp như vậy đó, là 10 cái nghiệp lành. Mà 10 nghiệp lành này nó gồm có ba cái chỗ chánh mà nó phát khởi ra, nó phát khởi ra 10 cái điều mà nếu an lành thì gọi là lành, là thiện. Còn mà nếu nó phát khởi ra thì gọi là ác. Như vậy bây giờ tôi tạm thời đi vô chánh văn một chút để rồi quý vị mới hiểu được coi Đức Phật nói bộ kinh này ở đâu. Tôi nghe như vậy, một thở nọ Phật ở tại Long Cung Ta Kiệt La cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 36.000 vị Bồ Tát đồng tu, đồng tụ hội. Đó, nói câu đó thôi là hết giờ luôn đó. Bây giờ một thở nọ Đức Phật ở tại Long Cung Ta Kiệt La cùng 8.000 đại tỳ kheo, 36.000 đại Bồ Tát đồng tụ hội. Nghe câu này mà hiểu như vậy là coi như là ngọt nước chết hết này. Long Cung Ta Kiệt La, cái gì tưởng Long Cung rồi đi xuống dưới biển á. Rồi Đức Phật á, cùng với 8.000 tỳ kheo, vậy là 8.000 ông tỳ kheo như tụi tôi là phải theo Phật đi xuống dưới biển á. Rồi cùng với 36.000 Bồ Tát cũng phải chui dưới biển ngọt nước chết hết. Phải không? Long Cung là dưới biển mà. Cho nên cái chỗ này mà phải nói là cái thâm ý của cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa đây. Dầu đó là thiên thừa, dầu đang nói đây là trình độ thiên thừa đó, nhưng mà phải nói ra cái tư tưởng Đại Thừa. Bởi vì trong cái mầm móng tiểu thừa, thiên thừa này á, là cái móng mà như tôi đã nói là cái móng đã bền chắc rồi, cái sườn bền chắc rồi để gây những cái nhà cao tầng. Thì như vậy ta hiểu làm sao cho nó ra cái nghĩa này đây. Chứ còn không khéo đó thì cứ nghĩ rằng là Đức Phật chui xuống biển mà nói chuyện cái Long Cung giống như mấy cái phim tàu, giống như những cái tù cải lương mà có Long Cung, có Thủy Tề, có Hà Bá, có Long Vương gì đó. Hiểu như vậy là tội cho cái đạo Phật.
nó tới đây là muốn học nữa, học tháng sau học tiếp, nó hết cái đoạn thấy không? Như vậy thì một cái bộ kinh nào cũng có lục chủng thành tựu hay gọi là lục trùng chứng tính thì thôi, thì tôi lướt qua cái chuyện đó nghe, bây giờ cần cái ý muốn nói gì thôi. Như vậy thì Long Cung á là chính chỗ Phật nói kinh này. Phật chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài là giáo chủ, mà xin lỗi quý vị nghe, ngay cả sư ông Hoàng Quang mình cũng không nói kỹ, không dám nói, không nói kỹ cái chỗ Long Cung này. Bây giờ tôi nói thẳng lại tựa đây nè, chứ còn sư ông thì vì một vị pháp sư lỗi lạc mà nói ra cái Phật tử nó mất cái lòng tin. Mà tại sao mất lòng tin là vì có khi đạo Phật cũng phải nói huyền bí một chút. Nhưng mà bây giờ tôi nói một tẹt ra, ai tin ai không tin thôi đây. Tôi nói Long Cung ở dưới nước là tôi khẳng định với đại chúng là cái điều không có nha, điều đó tôi khẳng định trước. Như vậy Long là gì? Chữ Long là rồng. Chữ Long là rồng, thường nói rồng, nhưng mà bây giờ rồng khẳng định cũng không có. Nó thành thật, nếu có là bây giờ ta cũng ráng ta nuôi rồi. Bây giờ ta gọi là tiểu Long là con trùng phải không? Rồi Trung Long gì đó là họ tự đặt ra, tại vì họ muốn hình tượng lại hình để con rồng nó quăng như này. Nhưng mà có sở dĩ cái kinh thập thiện này bên Nam Tông không chấp nhận. Mà vì bên Nam Tông á, Hải Pháp Tiểu Thừa họ chấp nhận cái gì có thể thôi, chứ mà nó mơ mơ màng màng, nói trên trời với đất họ chấp nhận. Tôi khẳng định là chúng kỹ nha, quý vị nghe cho kỹ, tôi nói đi nói lại nghe cho kỹ chỗ này nè. Cái tư tưởng Đại Thừa thì nói Bồ Tát này, Bồ Tát kia, Bồ Tát nọ, cõi trời này, cõi trời kia, cõi trời nọ, Long Cung này, Long Cung kia, Long Cung nọ, thì mình Phật Đại Thừa mình chấp nhận. Tiểu Thừa họ chấp nhận điều đó. Nhớ hai cái tư tưởng đó mà nó đấu nghịch với nhau đó. Nhưng mà Long Cung, cái kinh thập thiện này nó từ thời của các vị tổ và khi qua Trung Hoa mới dịch, mới giải nè. Như vậy con rồng thì chỉ có bên Tàu, bên các nước Á Châu mới có hình tượng con rồng để nó lên một cái sức mạnh vĩ đại. Mà con rồng, nó sự thật nói rồng thì chứ nó tới bốn cái hình tượng, bốn con vật lẫn nó. Cho nên cái ngai vua người ta gọi là Long Ngai hả? Ủa, phải không? Cái vua gọi là Long gì? Không, cái giường ngủ mới gọi là Long Xà. Lấy nó là một sức mạnh của một vị lãnh đạo, một vị vua, một sức mạnh như con rồng. Bởi vì con rồng nó có bốn cái hình tượng, gọi là nhất điểu, nhì ngư, tam xà và tứ tượng. Là gì? Là hai cái vòi con rồng đó, gọi là tứ tượng, là nó giống như cái vòi của con voi. Rồi hai cái mấy cái chân con rồng, quý vị thấy không, nó bám nó giống như hình của cái chân của con chim. Rồi cái mình của con rồng nó giống như cái mình con gì? Nó giống như hình mình con rắn. Mà cái vảy con rồng nó giống như vảy con cá. Cho nên con rồng gọi là nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ voi đó. Mà không như vậy là rồng không có, khẳng định điều đó không có nha. Tôi khẳng định trước cho đại chúng đó. Thật sự mình có rồng đó thì Trung Quốc biết, Việt Nam biết, cho cao nhất là Nhật Bản biết, Campuchia biết, thì kia nọ. Mà ngay cái Campuchia nó đâu có dễ hình tượng rồng đâu, nó dễ hình tượng rắn mà, đúng không? Chỉ có Hải Phái Đại Thừa mình mới nhắc tới rồng mà. Ý nó là một sức mạnh của một vị vua, mà nó là một sức mạnh. Bởi vì vua là cái người quyền bất trong tay, nhất hồ ba ứng. Cho nên ông Phật này phải xuống cái Long Cung mà thiết cho Long Cung, là ý đó là cái lời chánh pháp này đó, để mà cai trị cái con người mà nhất hô bá ứng đó. Đúng gì hiện tại chúng ta hiểu chưa? Bị con người nhất hô bá ứng rồi, họ đâu có còn sợ ai nữa. Quý vị thấy vua có sợ ai không? Vua là cái người tối tôn tối thượng, là thiên tử, là con trời, đâu có sợ ai. À, nhưng mà vẫn cúi loàn, vẫn sợ cái chánh pháp, sợ cái nhân quả của nhà phải.
nghe đại thừa vậy mới đã, phải không? Ai còn buồn ngủ nữa không? Nói tới đây rồi quý vị phải động não rồi đó. Chỉ có cái tiếng chánh pháp á thì mới hàng phục được cái tâm mà trắng, cái tâm mà tôi thôi. Bởi vì ông vua là trẫm mà, trẫm quyết định như thế đó, vì gì? Trẫm vạn tế, phải không? Nhưng mà có ông vua nào sống 100 tuổi đâu? Triều thành cúc cung vạn tế, vậy chứ ông vua nào 100 tuổi? Cho nên cái vạn tế đó mà để cho ông vua giảm thọ đó. Cho nên trên đời này quý vị đừng có nghe ai khen mình, nghe khen mình là cúc cung vạn tế là nó rủa mình đó. Không có ông vua nào sống 100 tuổi hết trơn. Đừng có ham. Cái lời mà Phật Thánh Hiền nó chúc cho mình sống tuổi thọ đó thì còn mình, chứ còn chúng sanh mà ở dưới mà nó chúc lên đó là nó muốn mình chết sớm đó. Cho nên đừng có tưởng đâu con cái nó làm cái lễ chúc thọ cho mình cho lớn này kia nọ mình mừng lắm á, nó trù mình chết sớm lắm. Đó, như vậy cho quý vị nhẹ nhàng ra, đừng có mong con mình nó chúc thọ mình nữa. Thương má để cho má đi chùa, thương má là làm những việc lành để cho má vui, chứ đó là chúc thọ má rồi đó. Cái thọ đó mới là thọ mệnh lâu dài. Còn cái mà con giết heo, giết bò, giết gà, giết vịt mà con cúng tế mà con chúc thọ cho má là con trù má chết sớm, là con hưởng gia tài đó. Nói vậy mà người không tu ta đâu chấp nhận đâu, phải không quý vị? Chỉ có người tu nghe mới vậy mới bằng lòng thôi, chứ còn quý vị không tu là nghe vụ này chỗ ta chứ lắm. Trời ơi, tôi càng chúc thọ mà. Tôi càng 71 tuổi tôi trông tới ngày 71 tuổi, 81 tuổi, 91 tuổi, 61 tuổi, đáo tế, trung thọ, là thượng thọ, là thượng thượng thọ, là tới 101 tuổi và đại thọ. Tôi càng chúc thọ mà tại sao mà thầy bữa nay thầy đi ngược lại như vậy? Người đời phái vậy để cho con đồng con đàn cháu đóng nó lại, nó rót rượu, nó chúc thọ, mà tại sao thầy chơi thầy đi ngược lại thế gian vậy? Thật sự Phật pháp phải đi ngược dòng sinh tử thế gian. Thế thì đó là cái sanh tử của thế gian đó. Cho nên Long Cung là không có ở dưới lòng biển, mà ý nó là Đức Phật nói kinh thập thiện nghiệp này nè, để diệt trừ cái uy quyền, cái thế lực, cái trẫm, cái bệ hạ. Bởi vì từ hay thêm chữ bệ hạ nữa. Thế thì cái xưng là bệ hạ dạng tế, rồi trẫm miễn lễ. Có những cái danh từ đó mình nghe lại rồi mình nghĩ theo cái kiểu quê mùa dốt nát của mình, cái mình tự cười mình nha. Tự nhiên cái mình đặt, mình xưng mình là bệ hạ, bệ là bệ rạc à, hạ là tuốt ở dưới à. Cho nên hồi xưa và hồi đầu tiên tôi mới đi học, mà tới bây giờ trong cái cuốn luận sư ông của tòa nghiệp sư ông cũng không dám nói thẳng như vậy nữa. Để cho mọi người tin là có Long Cung thiệt, để nói là ông Phật mình đó là coi như là thần thông biến quá, chua xuống biển mà thuyết pháp dưới đó. Trời đất ơi, minh tôm tướng cá nó làm sao nó nghe được cái gì? Con người với con người mà nói chưa chắc gì bằng lòng, chưa chắc gì chấp nhận, mà đi xuống nói với cá với tôm sao mà nghe? Đó, xin phép mà không phải tôi nói ngược lời ý của Phật nghe, đây là nói đúng ý đó. Nhưng mà vì quý vị nghe nó hơi chổi tai, nhưng mà để quý vị suy nghĩ. Như vậy là ta kiệt la đó dịch là hàm hải, là ở dưới biển nước mặn. Đó, hàm hải, ta kiệt la dịch đó. Thế thì cái biển nước mặn là đâu? Là tại vì á, dầu là có phước báo, hưởng phước báo của trời, hưởng phước báo của an lành, nhưng mà nếu không khéo á, mà không biết tận dụng cái phước đó, mà bằng lòng mà chấp nhận, mà hí hả, mà hưởng ăn chơi xa đỏ, là cái phước đó nó giảm xuống, nó rớt xuống, nó khổ đau, nó mặn mà, nó bị vùi sâu trong cái dòng ái nghiệp. Cho nên đó là biển ái rộng vô cùng, sông ái dài vô tận, mà biển ái rộng vô cùng. Cái câu mà ái hà thiên xích lãng khổ ải vang trùng ba đó. Đó, cho nên cái sự yêu thương nó dài vô tận,
mà cái biển ái này nhận chìm, nhưng mà nó rộng vô cùng, nó làm cho con người ngọt nước. Cho nên Đức Phật giảng kinh thập thiện nghiệp này, nếu tùy căn cơ mà hiểu, nếu căn cơ mà mê tín dị đoan mà quan đường quyến hoặc mà chưa có vượt lên để mà nhất thừa đạo đó, chưa có vượt lên những cái tư tưởng mà của thế gian á, thì nghe kinh này để cầu mong hưởng phước báo, làm lành lánh dữ để hưởng phước báo giàu sang, gọi là thập thiện nghiệp để nghiệp sanh thiên. Từ cái ái nghiệp, từ cái nơi biển nhận chìm cái tư tưởng con người bởi sông mê biển ái đó, mà giữ gìn thân nghiệp, miệng khẩu nghiệp và ý nghiệp để rồi thăng thiên. Bởi vì làm thiện thì nó sanh thiên. Nhưng mà nếu chúng ta học cái tiểu thừa như thế này nè, cái này là gọi là tiểu thừa nè, học mà hiểu được rồi thì từ tiểu thừa nó có cái mầm của đại thừa. Như vậy là Đức Phật nói kinh này để tất cả những người mà đang có quy quyền, đang có thế lực, đang có cái tôi, cái trọng đó, hãy buông bỏ cái tôi và cái trọng. Cho nên lông là tôi nhắc là đông, lông là một sức mạnh, gọi là nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng. Vậy là rồng hoàn toàn là không có thạch ngang. Đó, rồng là từ qua Trung Quốc mới có thôi, gọi là thiên long bát bộ đó, không có thật. Nói như vậy, phải có cái chất đại thừa mới nghe nổi. Thế thì quý vị thấy tôi tính hồi đầu tiên tôi vô tôi giảng nhẹ nhàng, tôi cũng muốn là giảng nhẹ nhàng để cho quý vị dễ dàng mà mơ tưởng, nhưng mà tôi nghĩ lại tôi giảng hồi cái này nó cũng trúng đài tôi à. Giảng nhẹ không được. Quý vị thấy hồi là lúc đầu tôi giảng nhẹ nó không có vô kinh thì rõ ràng không? Quý vị thấy là cái chất của tôi là cái chất đại thừa không? Lúc đầu giảng nhẹ nhẹ hồi là tôi thấy quý vị rủ ngủ hết ra nè. Bây giờ quý vị giảng thẳng thừng vậy đó. Mà cái chủng tử đại thừa nó phải vậy đó quý vị. Cái tiểu thừa nó một thôi nó cũng ra đại thừa. Còn mà không có chủng tử đại thừa rồi á, thì dù có nói đại thừa đi chăng nữa, hồi nó cũng ba là xà, nó cắt cánh không nổi. Còn mà đại thừa rồi đó thì nó hồi nó cũng cắt cánh à, giống như phi cơ vậy đó. Chứ còn mà biểu tôi nói xà hồi nó cũng chiên đủ hết trơn rồi à. Đó, thế thì tại sao có 8.000 tỳ kheo đi theo Phật xuống Long Cung tới 8.000 tỳ kheo, là tỳ kheo đâu mà dữ vậy? Trong khi đó nghe các kinh đó là nghe đệ tử thật của Phật hồi xưa có 1.250 tỳ kheo à. Vậy mà kinh này đâu mà đẻ ra tới 8.000, không lẽ thầy chùa. Đâu phải cái thời Phật thì đâu có giống thời cổ Sư Môn đâu mà thầy chùa cha mà đẻ ra thầy chùa con. Nó đầy đủ tới cổ Sư Môn. Cổ Sư Môn ngày xưa đó, Phật giáo mình là ngày nay còn tồn tại là cũng nhờ cổ Sư Môn nhiều lắm đó. Cổ Sư Môn mà quý vị nào ở Việt Nam vào những cái năm xưa là biết cổ Sư Môn là chùa cha, đẻ ra chùa con gọi là cổ Sư Môn. Nhưng mà nói đi nói lại cũng không cười chê nghe. Hồi đó không nhờ mấy thầy chùa đẻ, thầy chùa con, thì ngày nay Phật giáo mình cũng chưa phát triển mạnh gì đâu. Không có người kế thế. Nói đi thì nói lại chứ không cười người ta. Nhưng mà cái thời buộc nó phải như vậy. Vậy thì tỳ kheo là gì mà tới 8.000? Tỳ kheo nói cho đủ có ba nghĩa là khất sĩ, là bố ma, là phá ác. Đó. Như vậy 8.000 là con số này, con số biểu trưng, nó tượng trưng cho bát chánh đạo đó. Anh mà muốn nói cái cách mà để hàng thận được cái con người mà bản ngã, con người mà trẫm, mà bệ hạ, mà ta đó, thì anh phải có chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh định, chánh mệnh, chánh tuệ. Chứ anh không có 8 cái chánh, anh không nói ai được hết trơn á. Quý vị nghĩ đúng không? Mình không ra gì thì làm sao độ người ta được? Cái mạng mình nó không rồi, cái lời nói của mình nó vô duyên, cái tư tưởng của mình nó xấu xa, cái sáng suốt của mình nó đen tối, thì làm gì có chánh kiến, làm gì có chánh ngữ, làm gì có chánh tư duy, làm gì có chánh mạng, làm gì có chánh định mà đòi đi độ người ta. Như vậy tỳ kheo là khất sĩ, là cái người đó phải ăn xin. Ăn xin là trên cầu cái pháp Phật, mà dưới thì xin cơm của chúng sanh để mà độ nhật qua ngày. Có nghĩa là tỳ kheo cái người đó phải hạ cái bản ngã, không còn cái quy quyền chức tước địa vị quyền lợi nữa,
mà phải một lòng thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sanh thì gọi là tỳ kheo, gọi là khất sĩ. Bố ma là có nghĩa là người đó phải hàm thuận được những cái tư tưởng phiền não xấu xa, gọi là ma. Cái gì mà xấu xa gọi là mờ mờ ảo ảo, không đạo đức thì gọi là ma. Mà người tỳ kheo là người đó phải hàm thuận ma, phải dẹp dặt phiền não, gọi là bố ma. Rồi cái tỳ kheo cái nghĩa thứ ba là phá ác, có nghĩa là trừ hết tất cả những cái ác kiến ác pháp trong tâm tưởng của mình. Như vậy là tỳ kheo tới 8.000 tỳ kheo là con số biểu trưng cho bát chánh đạo. 36.000 Bồ Tát, con số rất tươi đẹp, nó tượng trưng cho những cái người nào mà làm những việc thành tựu lợi ích cho chúng sanh. Như vậy Bồ Tát ở đâu mà có? Bồ Tát từ ở trong thân mà ra, trong tư tưởng mà có, trong tâm mà có, trong 36 cái món của thân con người đây, gọi là thập lục, tam thập lục này. Như vậy là Bồ Tát xuất phát từ tim, gan, tùy, phế, thận, răng, tóc, móng, tay, nước rèn, nước mũi, nước dãi, tất cả cái gì đi chăng nữa nó cũng trở thành thanh tịnh, gọi là đại đạo tâm, thành tựu chúng sanh là Bồ Tát đó. Bồ Tát không ở trên trời, trên mây, Bồ Tát không ở dưới lòng đất, mà Bồ Tát là tâm, cho nên không có Như Lai, không có Bồ Tát tâm nào không xuất phát từ Như Lai tâm, không có Bồ Tát hạnh nào không xuất phát từ Như Lai hạnh. Như vậy Bồ Tát là ai? Bồ Tát nó có là cái người mà phát khởi một cái tâm lành thì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát khi nào mà thành tựu được thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thì gọi là Bồ Tát, cho tới sơ địa, tam địa, nhị địa thì đó là gọi là Bồ Tát địa tiền. Còn từ mà thất địa, bát địa, cổ địa và thập địa cho tới nhẫn giác, diệu giác thì gọi là Bồ Tát đăng địa, gọi là bậc Như Lai Thế Tôn. Như vậy là Bồ Tát nó có xuất phát từ cái lòng tin, từ cái thập tính. Như vậy thì các vị đang ngồi đây nè cũng có thể gọi là Bồ Tát. Bồ Tát xuất phát từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và 7 cái địa đầu của thập địa thì gọi là Bồ Tát sơ địa, hay là gọi là Bồ Tát địa tiền. Địa tiền là Bồ Tát này mới có gá cái tâm để mà phát khởi cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, thương yêu chúng sanh, thương yêu mọi loài, nhưng mà thương yêu có chừng mực, cũng còn thỉnh thoảng cũng rớt trở lại trần lao phiền não. Thế thì Bồ Tát đó là Bồ Tát địa tiền. Còn mà từ cái thất địa trở lên á thì gọi là Bồ Tát đăng địa. Đăng địa là ở trong cái đất đó rồi đó, cho nên Bồ Tát đó không bị vướng bận cái gì nữa hết á. Còn thầy trò mình hiện bây giờ Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát chưa có đạt 100%, cũng có thương người vậy, cũng có biết tụng kinh, biết tu hành vậy, cũng có biết hỷ xả vậy đó, nhưng mà hỷ có chừng mực mà xả làm sao, có khi cũng còn khúc khích khóc hoài, phải không? Cho nên mình Bồ Tát, mà Bồ Tát này Bồ Tát mới có địa tiền à, nhớ không? Địa tiền là mới có tới được cái đất thôi, chứ chưa có nằm ở trong cái đất đó. Chứ vậy thì 36.000 Bồ Tát là xuất phát từ ở trong ngũ uẩn của con người, từ ở trong tư tưởng của con người. Học như vậy nó đã vô còn đã, thì thấy không? Trời, học vậy cho nên không có uổng kinh. Mà nói như tôi vậy là chúng chửi dữ lắm đó. Để cho có lông cung để cầu chứ. Thầy chơi thì nói vậy tao biết hết, không có lông cung sao tôi cầu. Để cho có trời, để tôi bái, tôi lại, tôi gian sinh cho Phật tử, tôi có tiền, chứ thầy chơi thì nó không có trời rồi. Sao chúng sanh nó sợ? Bây giờ nó thiệt là chúng nó sợ gì mà nồ cho chúng sanh nó sợ, là mấy cái người mà nó mê tín gì đâu nó sợ, chứ gặp mấy cái thứ ngang tàn rồi trời có đánh nó còn dám chửi cha mẹ nó còn sợ được, nói chi mà ai sợ, phải không? Cho nên bây giờ phải nói thẳng như vậy à. Nói thẳng như là ai nghe thì có an lạc, không nghe thì tự động khổ đau thôi, chứ còn cái chùa này tới nó an lạc thì phải giảng cho nó có an lạc. Mà ai mà không an lạc là do chính mình đó. Thôi mà trở nhiều đây thôi nha.
giảng còn sức mà thôi chứ bộ giảng mình không cái này không mà giảng mình nó ra từ cái tiểu thừa mà tôi giảng ra tới đại thừa cái vậy mới là học Phật á, học không có uổng kinh đó. Mà có bằng lòng không? Vậy đó, cho nên giảng vậy đó họ của cúng dường á không có thấy tội lỗi. Còn giảng mà vũ khí thiên hạ tôi thọ của cúng dường tội lỗi dữ lắm. Nó thành thật là chúng giảng vậy mới bằng lòng về mới ăn no ngủ yên chứ không mới đầu giảng không ra kinh như thế không? Bây giờ nghĩ tôi uống nước tôi nghĩ. Hồi hướng này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô tưởng thệ